Thưa thầy Huỳnh Khắc Cường, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Kính chào quý vị đại biểu. Hôm nay thì mình rất là vui sướng có mặt trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay, là một dịp để chúng ta có dịp chia sẻ những cái kiến thức cũng như là những kinh nghiệm trong thực tế lâm sàng hàng ngày về một cái bệnh lý khá thường gặp, đó là bệnh viêm mũi dị ứng. Như chúng ta đã biết, viêm mũi dị ứng là một bệnh không phải chỉ xảy ra riêng ở Việt Nam mà là một cái bệnh có tính chất toàn cầu. Bệnh này có thể xảy ra ở bất kỳ nước nào trên thế giới, ngay cả ở các nước Âu và Mỹ cũng vậy. Và tần suất viêm mũi dị ứng đã được nghiên cứu tại nhiều nước trung bình là khoảng từ 15 cho tới 20%. Vì vậy mà hàng ngày trong thực tế lâm sàng hàng ngày, các cái phòng khám đa khoa cũng như là các bác sĩ tai mũi họng vẫn thường xuyên tiếp xúc với lại những cái trường hợp bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng. Tại sao chúng ta thấy là viêm mũi dị ứng nó ngày càng gia tăng? Một cái yếu tố mà trước giờ mình vẫn biết á, là hay nói đến cái chuyện gọi là viêm mũi dị ứng do yếu tố môi trường. Ngày nay thì người ta còn nhận thấy là cái lối sống cũng là một cái yếu tố thúc đẩy cái quá trình viêm mũi dị ứng. Thí dụ như là khói bụi, hút thuốc lá. Và một cái yếu tố đã được nghiên cứu và đã được chứng minh đó là cái yếu tố về gen. Có những người dị ứng nhưng mà có những người không bị dị ứng. Ví dụ như là trong cùng một cái môi trường sống, trong cùng một môi trường làm việc, nhưng có người bị dị ứng, có người không bị dị ứng. Tương tự đối với thức ăn cũng vậy, có người thì bị dị ứng thức ăn, thí dụ như là dị ứng hải sản, nhưng mà có người thì chúng ta thấy là người ta vẫn ăn thức ăn và hoàn toàn không bị dị ứng. Thì ngày nay người ta đã chứng minh rằng cái dị ứng có liên quan đến cái vấn đề về gen. Chúng ta dị ứng là do chúng ta mang ở trong người chúng ta một cái gen bị dị ứng. Và các cái tác nhân dị ứng thường gặp và thí dụ như là phấn hoa hoặc là lông chó, lông mèo hoặc là thú bông hoặc là mạt bụi nhà là những cái tác nhân dị ứng mà vẫn thường gặp trên lâm sàng. Và về cơ chế của cái phản ứng dị ứng thì như chúng ta đã biết là khi mà kháng nguyên tiếp xúc vào cơ thể thì nó sẽ kích hoạt các cái tế bào, thí dụ như là dưỡng bào sản xuất ra IgE, và đồng thời khi mà IgE dưỡng bào nó phóng hạt và các cái bạch cầu ái toàn phóng hạt thì sẽ sản xuất ra các cái hóa chất trung gian, thí dụ như là leukotriene và entamoeba, thì là những cái hóa chất trung gian này nó sẽ gây nên các cái phản ứng dị ứng. Mà các cái phản ứng dị ứng này nó biểu hiện bằng cái gì? Bằng các cái triệu chứng dị ứng, thí dụ như là chảy mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, hoặc là có thể là ngứa mắt, hoặc là bệnh nhân có các cái triệu chứng thí dụ như là nhức đầu là do tình trạng phù nề dị ứng nó làm tắc các cái lỗ thông xoang làm cho bệnh nhân bị dị ứng. Về viêm mũi dị ứng thường là ít khi nào nó riêng lẻ. Người ta thấy cái tỷ lệ viêm mũi dị ứng phối hợp với lại các cái bệnh khác hay gặp nhất đó, thí dụ như là viêm mũi dị ứng kèm với lại viêm tai giữa, rồi viêm mũi dị ứng kèm với lại viêm xoang, hoặc là viêm mũi dị ứng kèm với lại viêm họng và viêm thanh quản, hoặc là thường gặp nhất là viêm mũi dị ứng kèm với lại các cái triệu chứng ở mắt. Vì vậy người ta nói là viêm mũi dị ứng nó không chỉ ảnh hưởng ở tại mũi mà nó ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận, và nhiều nhất đó là cái viêm mũi dị ứng kèm với lại hen phế quản. Mũi là một bộ phận của đường hô hấp trên, còn cái khí phế quản là bộ phận của đường hô hấp dưới. Thì cái khái niệm một đường thở trên và đường thở dưới, khi cái đường thở trên nó có biểu hiện dị ứng thì đường thở dưới nó cũng có cái biểu hiện dị ứng luôn. Vì vậy cái sự kết hợp giữa viêm mũi dị ứng và hen rất là thường gặp. Ít khi chúng ta đứng trước một bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng thì câu đầu tiên chúng ta nên hỏi bệnh nhân là bệnh nhân có bị hen hay không, và người nhà bệnh nhân, gia đình bệnh nhân có ai bị hen hay không, cũng như là các cái triệu chứng trong cái cơ địa dị ứng, thí dụ như là suyễn, mề đay, chàm, hoặc là dị ứng thức ăn, hoặc là các cái triệu chứng bệnh về tai mũi họng. Thì chúng ta thấy cái sơ đồ này nó cho chúng ta thấy gì? Thí dụ như là đây là cái mức độ về thời gian, tức là tuổi, ở đây là mức độ về nhạy cảm xuất hiện của các bệnh. Ví dụ như là trẻ càng nhỏ, con nít nhỏ thì nó hay gặp dị ứng da, dị ứng đường tiêu hóa. Một số trẻ, ví dụ như là nó dị ứng sữa.
mới sanh ra nhiều khi là sau cái thời gian bú mẹ bắt đầu ăn thức ăn bình thường là nó là bắt đầu có biểu hiện dị ứng sữa hoặc là biểu hiện chàm da, và khi nó lớn dần thì cái biểu hiện dị ứng này nó giảm dần. Nhưng mà một số bệnh khác, ví dụ như là viêm mũi dị ứng ở những cái trẻ rất nhỏ thì là ít gặp, nhưng mà khi mà nó lớn dần thì cái viêm mũi dị ứng và cái hen thì nó dễ bộc lộ hơn. Và cái sơ đồ này cũng cho chúng ta thấy được là vì sao viêm mũi dị ứng có thể gây nên tình trạng viêm xoang. Thì chúng ta biết là khi mà cái niêm mạc xoang nó cũng được lót giống như là cái niêm mạc mũi, và giữa xoang với mũi nó thông thương với nhau qua cái lỗ thông khe. Khi cái tình trạng dị ứng ở niêm mạc mũi thì nó cũng biểu hiện cái tình trạng dị ứng ở niêm mạc xoang. Như vậy thì niêm mạc xoang nó vẫn có cái tình trạng là nó phù nề và có thể gây nên tình trạng ứ động dịch ở trong đó, bích tắc các lỗ thông khe, ứ động dịch ở trong xoang hàm hoặc là ứ động dịch ở xoang sàng. Vì vậy nó có thể gây nên một cái biểu hiện gọi là bệnh nhân ngoài cái viêm mũi dị ứng, nếu mà không được điều trị hoặc là điều trị không tốt thì bệnh nhân có thể đưa đến một cái tình trạng viêm xoang, mà viêm xoang này chủ yếu là do dị ứng. Tương tự viêm tay giữa, viêm tay giữa cũng vậy, vì cái tay giữa thì nó thông với lại cái vòi mũi họng, cái vòi mũi họng qua cái vòi eustach. Khi cái vòi nó bị tắc thì nó cũng sẽ gây bệnh tích ở tay giữa. Và cái viêm mũi dị ứng kèm với lại một cái bệnh lý gọi là viêm VA là một cái bệnh lý khá thường gặp ở trẻ nhỏ. Người ta đã thấy tỷ lệ phần trăm của viêm VA tái phát, quá phát thì ở những cái trẻ mà nó có cơ địa atopy thì tỷ lệ này lên tới 40%. Và ngược lại ở những cái trẻ mà không có cơ địa atopy, tức là không có cơ địa dị ứng thì cái mức độ quá phát của VA của nó ít hơn. Như vậy thì ở những cái trẻ mà viêm mũi dị ứng thì chúng ta cũng nên chú ý hỏi về bệnh sử hoặc là khám về tai mũi họng để xem trẻ nó có thêm một cái gọi là viêm VA hay không. Tương tự các cái biểu hiện của viêm mũi dị ứng ở họng và ở thanh quản cũng vậy, bệnh nhân về dị ứng mũi vẫn có khả năng có các cái dị ứng ở niêm mạc họng khi bệnh nhân tiếp xúc với lại các cái dị ứng nguyên, ngứa mũi hay kèm với lại ngứa họng. Như vậy thì đứng trước một bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng thì khám lâm sàng, ngoài khai thác các cái triệu chứng ở mũi như là ngứa mũi, nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi thì chúng ta phải chú ý đến khai thác các cái triệu chứng gọi là cơ địa atopy của bản thân bệnh nhân và của gia đình. Tức là hỏi bệnh nhân xem bệnh nhân có bị hen suyễn hay không, có ngứa da, có bị chàm hoặc là có dị ứng với thức ăn hay không. Và tương tự gia đình cũng vậy, hỏi trong gia đình ba mẹ, cô dì, chú bác có ai bị suyễn, có bị chàm, bị ngứa da gì hay không, để chúng ta có nhiều cái dữ liệu để mà chẩn đoán cái viêm mũi dị ứng. Và khi khám thường thường là chúng ta nội soi mũi thì chúng ta sẽ thấy là cái biểu hiện đầu tiên của chúng ta là niêm mạc mũi nó nhạt màu và các cái khe mũi nó sẽ bị phù nề. Cuốn mũi đôi khi rất là to và nó đưa đến cho bệnh nhân là một triệu chứng nghẹt mũi. Có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng và cuốn mũi nó quá phát, nó bít hai cái lỗ mũi, bệnh nhân không có thở được và đặc biệt là về đêm bệnh nhân nghẹt mũi đến là không ngủ được. Ngoài ra một số trường hợp thì viêm mũi dị ứng nó cũng thể hiện bởi các cái triệu chứng ở mắt, ví dụ như là bệnh nhân ngứa mắt, đỏ mắt hoặc là bệnh nhân sốn mắt. Đặc biệt rất là rõ ràng đối với những cái trường hợp ví dụ như là dị ứng phấn hoa, thí dụ bệnh nhân bước ra cái môi trường lạ là bệnh nhân thấy ngứa mắt, đỏ mắt, sốn mắt kèm với lại hắt hơi và sổ mũi. Cái sơ đồ này cho chúng ta biết được tại sao mà bệnh nhân tiếp xúc với dị ứng nguyên ở mũi nhưng mà lại bệnh nhân lại có cái triệu chứng ở mắt, thì đó được gọi là phản xạ mũi mũi và phản xạ mũi mắt. Đầu tiên khi mà cái kháng nguyên tiếp xúc với mũi, thí dụ như là chỉ hít vào một bên mũi thôi, mũi bên trái, nhưng mà cái đường thần kinh hướng tâm nó cũng đi từ mũi nó lên tới, khi kháng nguyên tiếp xúc vào mũi bên trái nó sẽ đưa một đường thần kinh hướng tâm lên hệ thần kinh trung ương, và từ hệ thần kinh trung ương nó sẽ cho ra cái cung phản xạ ly tâm, tức là nó sẽ đưa đến mắt, mắt cả hai mắt luôn, là mắt bên phải, mắt bên trái và cả hai mũi, mũi phải, mũi trái. Vì vậy bệnh nhân sẽ biểu hiện triệu chứng ở cả hai mũi, nghẹt mũi thì cũng nghẹt cả hai mũi, nghẹt mũi, sổ mũi, ác xì đó, và triệu chứng mắt, ngứa mắt thì cũng đồng thời ngứa cả hai mắt. Nó khác với trường hợp thí dụ như là bị bụi rơi vào mắt thì đôi khi là chỉ rơi vào
một con mắt thì bệnh nhân ngứa hoặc là đỏ mắt ở một bên. Nhưng mà trong những cái trường hợp dị ứng thì chúng ta thấy là mắt nó đỏ thì nó đỏ cả hai mắt luôn. Ngứa nó cũng ngứa cả hai mắt, xuống mắt, đỏ mắt, ngứa mắt đều là cả hai mắt hết. Và cái này được gọi là cái phản xạ mũi mũi và phản xạ mũi mắt. Hình này cho chúng ta thấy thực chất nó là gì? Đó là một cái phản xạ mà mũi 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 mắt, và nó gây ra bởi cái dị ứng nguyên, và nó gây nên cái hiện tượng gọi là gì? Viêm kết mạc. Nhưng mà căn nguyên của cái viêm kết mạc này là viêm kết mạc do dị ứng. Về vấn đề viêm mũi dị ứng và hen, và như chúng ta đã biết là vì cái quan niệm một đường thở, mũi thuộc về đường hô hấp trên, còn khí phế quản thì chúng ta thuộc về đường hô hấp dưới, cho nên là ít khi nào mà viêm mũi dị ứng nó xuất hiện một cách đơn lẻ. Người ta thấy là chỉ có 20% viêm mũi dị ứng là xuất hiện đơn lẻ, tức là bệnh nhân chỉ có viêm mũi dị ứng mà không có bị hen, không kèm với bất kỳ triệu chứng nào khác hết. Và có đến 85% viêm mũi dị ứng là có kèm hen. Như vậy thì trong 5 đứa trẻ bị viêm mũi dị ứng hoặc là 5 người bị viêm mũi dị ứng, nếu chúng ta khai thác kỹ thì chúng ta sẽ thấy 4 người là có kèm với hen và chỉ có 1 người là có viêm mũi dị ứng đơn lẻ. Tương tự về hen cũng vậy, nếu mà tiếp xúc với một bệnh nhân bị hen thì chỉ có 5% là bệnh nhân có hen đơn lẻ thôi, và có tới 50% là bệnh nhân vừa có hen và vừa có viêm mũi dị ứng. Nếu mà chúng ta không chú ý trong vấn đề này thì chúng ta điều trị kiểm soát hen và chúng ta không chú ý điều trị cái triệu chứng dị ứng ở mũi thì cái kết quả điều trị nó cũng không có hoàn hảo, tại vì bệnh nhân vẫn cảm thấy nghẹt mũi, vẫn cảm thấy sổ mũi, đôi khi là tối ngủ không được. Ngủ không được không phải là do khó thở, do phổi, mà ngủ không được là do cái nghẹt mũi. Và có một nghiên cứu cho thấy là nếu mà bệnh nhân không có điều trị viêm mũi dị ứng và hen thì bệnh nhân sẽ tăng cái nguy cơ nhập viện. Chúng ta biết đối với bệnh nhân hen phế quản á, thì cái chuyện nhập viện của những cái đợt cấp, những cái cơn hen phế quản cấp là một trong những cái yếu tố để người ta quyết định trong cái việc tăng và giảm bậc điều trị, quyết định trong cái việc điều trị ở bệnh nhân này. Thì nếu mà bệnh nhân hen phế quản mà không điều trị viêm mũi dị ứng thì cái nguy cơ nhập viện cấp cứu của bệnh nhân cao gấp 2 lần, và cái nguy cơ nằm viện thì lại cao gấp 3 lần so với lại những người hen phế quản mà có điều trị viêm mũi dị ứng. Như vậy bệnh nhân hen phế quản chúng ta phải chú ý điều trị viêm mũi dị ứng để mà cái nguy cơ nhập viện cấp cứu nó giảm và cái nguy cơ nằm viện nó giảm. Và người ta cũng thấy là cái điều trị viêm mũi dị ứng tốt thì nó cũng cải thiện cái hen, và ngược lại hai cái đó nó bổ sung với nhau. Về vấn đề ảnh hưởng thì viêm mũi dị ứng nó không có gây tử vong, nhưng mà nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Có những cái trường hợp bệnh nhân nghẹt mũi nhiều, không đi làm được hoặc là không đi học được, cũng có trường hợp là phải nghỉ học ảnh hưởng, và có nhiều cái trường hợp là đêm không ngủ được, thành ra là ban ngày bệnh nhân rơi vào một cái trạng thái gọi là ngày ngật, bệnh nhân sẽ cảm giác là làm việc nó không có tỉnh táo và nó kém hiệu quả. Và nói về số ngày nghỉ học, có thể nói là đã có một nghiên cứu thống kê cho thấy có đến 824.000 số ngày bị nghỉ học và 4.230.000 ngày bị giảm chất lượng cuộc sống, tức là ngày đó không có thở được, cảm giác nhức đầu, cảm giác mệt mỏi. Và cái chi phí điều trị của cái viêm mũi dị ứng có thể lên tới 6 tỷ đô một năm, và mức độ tổn thất lao động là 1 tỷ đô rưỡi một năm. Đây, bệnh nhân có thể bị mất ngủ, khó ngủ, tối ngủ sâu, không có thức giấc, không có sâu, ngủ ngáy, hoặc là thậm chí có những cái trường hợp viêm mũi dị ứng mà hai cái cuốn dưới nó phù nề, nó quá phát, làm cho bệnh nhân không có thở được bằng mũi. Bệnh nhân có ngủ ngáy, rồi ban ngày thì mệt mỏi, ủ rũ, và cái kết quả về lao động và học tập, thể thao cũng bị ảnh hưởng. Để điều trị cái viêm mũi dị ứng thì các cái tổ chức có một cái hiệp hội được gọi là ARIA. Thì cái hiệp hội này đã cho chúng ta những cái tài liệu mà chúng ta bám vào để chúng ta điều trị. Và cái tài liệu này đầu tiên là năm 2001 thì có cái bản hướng dẫn đầu tiên, và sau đó theo nhiều năm cũng đã có cái tập tài liệu xuất bản bằng nhiều thứ tiếng ở trên thế giới, và đến nay là đã được dịch ra 30 thứ ngôn ngữ ở trên thế giới. Và nói đến viêm mũi dị ứng cũng như là nói đến hen thì hầu như là các cái thầy thuốc đều biết đến cái tài liệu của ARIA hướng dẫn.
Về phân loại viêm mũi dị ứng, trước đây thì người ta phân loại viêm mũi dị ứng là viêm mũi dị ứng theo mùa và viêm mũi dị ứng quanh năm. Nhưng ngày nay thì người ta phân loại viêm mũi dị ứng thì gồm có hai loại chính, đó là viêm mũi dị ứng gián đoạn và viêm mũi dị ứng dai dẳng. Về cái gián đoạn hay là dai dẳng thì chúng ta dựa vào cái số ngày. Thí dụ như là những cái trường hợp mà viêm mũi dị ứng dưới 4 ngày một tuần thì được gọi là viêm mũi dị ứng gián đoạn, hoặc là dưới 4 tuần trong một tháng thì được gọi là viêm mũi dị ứng gián đoạn. Còn những cái trường hợp mà viêm mũi dị ứng mà nó kéo dài hơn 4 ngày trong một tuần và kéo dài hơn 4 tuần thì được gọi là viêm mũi dị ứng dai dẳng. Thì chúng ta biết được cái quy tắc gọi là quy tắc số 4. Chúng ta nhớ trong một tuần mà dưới 4 ngày, dưới 4 ngày một tuần hoặc là trên 4 ngày một tuần, rồi hoặc là trong một tháng thì dưới 4 tuần hoặc là trên 4 tuần. Rồi nói về mức độ thì có thể có mức độ nhẹ hoặc là mức độ vừa, mức độ nặng. Chủ yếu là coi nó có ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Nếu một cái viêm mũi dị ứng mà có ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh, các công việc hoạt động hàng ngày và có các triệu chứng khó chịu thì chúng ta có thể nói là nó ở mức độ vừa hoặc nặng. Còn nếu mà nó không có ảnh hưởng đến giấc ngủ, không có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh đó, thì chúng ta có thể nói là viêm mũi dị ứng nhẹ. Vì sao có cái phân loại mới này? Tại vì trước đây thì người ta cứ nghĩ là sẽ có một cái gì số dị ứng nguyên nó xuất hiện theo mùa nhất định. Thí dụ như là có một cái vài loại hoa nào đó nó nở theo mùa. Nhưng mà ngày nay thì người thấy có những cái dị ứng nguyên nó không phải là theo mùa nhưng mà nó xuất hiện quanh năm. Thí dụ như là nấm mốc hoặc là mạt nhà, bụi nhà. Và thứ hai nữa là có những người người ta dị ứng với một dị ứng nguyên nhưng mà có những người dị ứng với nhiều loại dị ứng nguyên. Vì vậy cái việc xác định cái dị ứng với dị ứng nguyên nào á, thì cũng rất là khó. Tại vì không thể xác định được hết tất cả các loại dị ứng nguyên. Và các cái nghiên cứu đã cho thấy là phần lớn á, những cái con mạt nhà thì lại gây viêm mũi dị ứng gián đoạn. Và trong cái viêm mũi dị ứng á, nó có những cái đợt viêm. Và ngoài cái đợt viêm á, thì các triệu chứng nó giảm nhưng mà nó vẫn còn một cái hiện tượng viêm dai dẳng, được gọi là viêm mũi dị ứng dai dẳng tối thiểu. Về hướng dẫn điều trị viêm mũi dị ứng an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân thì chúng ta biết rằng các cái thuốc điều trị dị ứng á, thì có các thuốc kháng histamine, các cái thuốc corticoid, các cái thuốc bệnh vẫn tế bào mast, thuốc kháng leukotriene, các cái thuốc co mạch, thuốc đối vô cảm và cái điều trị sau cùng đó chính là miễn dịch trị liệu. Theo ARI hướng dẫn thì viêm mũi dị ứng chúng ta sẽ chia làm hai loại, một loại là các cái triệu chứng ngắt quãng mà một loại thứ hai là triệu chứng dai dẳng. Cái này bánh nó không có ăn. Đây chúng ta trở lại. Ví dụ như là đứng trước một bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng thì đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra xem bệnh nhân có bị hen phế quản hay không. Như nãy chúng ta nói là chỉ có 20% là viêm mũi dị ứng ở dưới dạng đơn lẻ và có đến 80% là viêm mũi dị ứng có kèm với hen. Và đối với những cái trường hợp viêm mũi dị ứng ngắt quãng hoặc là viêm mũi dị ứng dai dẳng thì chúng ta sẽ chia làm hai cái mức độ chính. Mức độ thứ nhất là nhẹ, thứ hai là trung bình hoặc nặng. Nếu mà bệnh nhân ở cái dạng viêm mũi dị ứng nhẹ, tức là không có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, bệnh nhân vẫn thở được, ngủ được, đi làm việc không có bị ảnh hưởng thì gọi là viêm mũi dị ứng nhẹ. Thì viêm mũi dị ứng nhẹ thì thông thường là chúng ta chỉ cần sử dụng một cái loại thuốc, có thể là sử dụng kháng histamine uống hoặc là kháng histamine dạng xịt mũi, hoặc là chúng ta sử dụng thuốc chống nghẹt mũi hoặc là các thuốc kháng thụ thể leukotriene. Thì đối với những cái loại viêm mũi dị ứng nhẹ thì chỉ cần dùng một cái loại thuốc và cái thuốc nào trong cái nhóm này cũng được hết. Còn đối với viêm mũi dị ứng ở mức độ trung bình hoặc nặng thì chúng ta sử dụng các cái loại thuốc, thí dụ như là kháng histamine uống hoặc xịt mũi, và thêm cái nữa là thuốc corticoid xịt mũi nha. Chúng ta thêm một cái là corticoid xịt mũi hoặc là kháng leukotriene. Và trong những cái trường hợp viêm mũi dị ứng thường thường là bệnh nhân phải được tái khám lại sau 2 tuần hoặc là sau 4 tuần
để chúng ta đánh giá kết quả là bệnh nhân có đáp ứng với điều trị hay không. Nếu mà bệnh nhân đáp ứng với điều trị thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái điều trị này thêm khoảng một tháng nữa. Còn nếu mà bệnh nhân không có đáp ứng với điều trị thì lúc đó chúng ta tăng bậc điều trị. À, cái này nó cũng khái niệm giống như là mang điều trị hen á, đánh giá lại, tức là bệnh nhân đáp ứng thì chúng ta tiếp tục duy trì thêm một tháng. Còn nếu bệnh nhân không đáp ứng thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải tăng cái bậc thang điều trị. Và đối với những cái dạng mà viêm mũi dị ứng trung bình hoặc nặng mà nếu mà bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng thì thứ tự ưu tiên hàng đầu á, là corticoid xịt mũi và chúng ta thêm vào kháng histamine H1 hoặc là kháng với leukotriene. Và bắt buộc là chúng ta phải đánh giá lại sau 2 tuần hoặc là sau 4 tuần thì để xem bệnh nhân có cải thiện hay là bệnh nhân thất bại. Nếu mà bệnh nhân đáp ứng với điều trị thì chúng ta giảm bậc điều trị và chúng ta tiếp tục duy trì trong 1 tháng. Còn nếu mà bệnh nhân thất bại, viêm mũi dị ứng, nếu chúng ta đã điều trị corticoid xịt mũi dùng kháng H1 hoặc là kháng leukotriene mà vẫn thất bại thì chúng ta phải xem lại cái chẩn đoán. Chúng ta có chẩn đoán đúng là bệnh nhân có viêm mũi dị ứng hay không? Và bệnh nhân ngoài cái viêm mũi dị ứng này nó có kèm cái gì khác hay không, xem lại coi bệnh nhân có tuân thủ điều trị hay không. Có nhiều trường hợp là bệnh nhân thất bại là do bệnh nhân xịt thuốc không đúng hoặc là không đủ liều hoặc là không uống thuốc và hoặc là chúng ta nghi ngờ coi chừng là viêm mũi dị ứng nó đã bị bội nhiễm rồi, nó có cái yếu tố nhiễm trùng, hoặc là bệnh nhân một cái viêm mũi xoang nhiễm khuẩn trên cái nền tảng là viêm mũi dị ứng, hoặc là một cái nguyên nhân khác nữa ngoài cái viêm mũi dị ứng. Nói chung là trong những cái trường hợp thất bại thì chúng ta phải xem lại chẩn đoán, xem lại về quá trình tuân thủ điều trị, nghi ngờ căn nguyên nhiễm trùng hoặc là các nguyên nhân khác. Rồi trong những cái trường hợp nếu mà chúng ta đã xem hết này, nếu bệnh nhân thất bại thì chúng ta xem xét tới một cái bước tiếp theo là chúng ta có thể tăng cái liều corticoid điều trị, tăng liều corticoid, hoặc là chúng ta kết hợp nhiều loại thuốc. Thí dụ ở trên đây thì mình chỉ nói là kháng corticoid xịt mũi và kháng H1, thì chúng ta có thể là kết hợp với kháng H1 hoặc là kết hợp thêm nhiều loại thuốc là ibratropium, hoặc là chúng ta nếu bệnh nhân vẫn còn nghẹt mũi nhiều có thể chúng ta phải phối hợp với lại các cái thuốc chống nghẹt mũi, hoặc là thậm chí có những cái trường hợp nặng bệnh nhân xịt thuốc vô mũi nhưng mà vẫn không đáp ứng điều trị thì đôi khi chúng ta cũng phải dùng tới corticoid dạng uống. Thì những cái trường hợp này rất hiếm nhưng mà đôi khi vẫn phải sử dụng. Và khi chúng ta dùng corticoid dạng uống thì chúng ta biết là khi mà uống vào thì cái tác dụng phụ toàn thân nó khá nhiều, và chúng ta phải biết là chỉ dùng trong cái ngắn hạn chứ không thể nào chúng ta dùng dài hạn. Và trong những cái trường hợp mà nếu mà chúng ta đã áp dụng theo như thế này, theo guideline của ARIA mà vẫn thất bại và bệnh nhân vẫn nghẹt mũi, vẫn không thở được qua mũi, bệnh nhân không ngủ được về ban đêm, thì đôi khi chúng ta phải đề xuất đến cái biện pháp phẫu thuật. Có những cái trường hợp mà viêm mũi dị ứng mà cuống dưới nó quá phát, bệnh nhân thở không được, đôi khi chúng ta phải phẫu thuật nhằm giảm thể tích cuống mũi dưới, rồi sau đó chúng ta kết hợp với điều trị nội khoa. Bây giờ, tức là đứng trước một cái trường hợp bệnh nhân đã được chẩn đoán viêm mũi dị ứng thì cái đầu tiên của chúng ta là phải kiểm tra bệnh nhân có bị hen hay không. Việc điều trị viêm mũi dị ứng phải kết hợp với điều trị hen thì nó mới có hiệu quả. Rồi trong những cái trường hợp viêm mũi dị ứng ngắt quãng thì chúng ta xem xét mức độ là nhẹ hoặc là mức độ trung bình hoặc là nặng. Nếu mà nhẹ thì chúng ta chỉ dùng một loại thuốc, còn những cái trường hợp dạng trung bình hoặc nặng thì chúng ta dùng phối hợp hai loại thuốc trở lên. Và chú ý là tái khám lại sau 2 tuần đến 4 tuần. Nếu bệnh nhân có cải thiện thì phải tiếp tục duy trì cái điều trị đó 1 tháng. Tiếp tục duy trì, còn nếu bệnh nhân không cải thiện thì chúng ta có thể tăng bậc thang điều trị. Này. Và trong những cái trường hợp thất bại thì phải xem lại chẩn đoán, phải coi có cái nguyên nhân bị nhiễm trùng hay không, phải xem lại sự tuân thủ về điều trị và tìm cái nguyên nhân thất bại. Trong những cái trường hợp thất bại thì chúng ta có thể phối hợp nhiều loại thuốc, kể cả những cái thuốc chống sung huyết, các cái thuốc kháng tiết, và đôi khi là chúng ta cũng phải sử dụng tới corticoid uống, hoặc là những cái trường hợp mà kháng trị thì chúng ta có thể đề xuất phẫu thuật. Và một cái điều trị xuyên suốt cho tất cả mọi cái loại viêm mũi dị ứng là tránh cái dị ứng nguyên và tránh các cái yếu tố gây dị ứng. Tránh dị ứng nguyên, tránh yếu tố này bằng cách là gì? Chúng ta phải vệ sinh mũi, rửa mũi, làm sạch mũi thường xuyên, thì đó cũng là cái cách mà giúp chúng ta loại các cái dị ứng nguyên ra ngoài. Còn các cái điều trị, thí dụ như là điều trị miễn dịch đặc hiệu thì cái đó nó
chuyên sâu và phải có những cái chuyên gia về miễn dịch thì người ta mới điều trị những cái miễn dịch đặc hiệu. Thường thường á, xem xét điều trị miễn dịch đặc hiệu là trong những cái trường hợp viêm mũi dị ứng kháng trị, tức là sau khi chúng ta đã áp dụng hết tất cả các phương pháp mà không có đáp ứng thì người ta mới nghĩ đến cái điều trị bằng miễn dịch đặc hiệu. Và một cái thuốc thứ hai cũng khá thường gặp trong cái điều trị viêm mũi dị ứng đó chính là các cái thuốc kháng histamine mà thông thường hay sử dụng, đó là kháng histamine dạng uống. Còn dạng xịt mũi thì chúng ta cũng có một số dạng ở trên thị trường, nhưng mà nó ít phổ biến hơn là các cái thuốc kháng histamine dạng uống. Thì chúng ta biết là kháng histamine thì nó có hai loại, một loại thứ nhất là thế hệ 1 và thế hệ 2. Từ những năm 1980 á, trở về trước á, thì đó là các cái kháng histamine thế hệ 1, thí dụ như là diphenhydramine và chlorpheniramine. Thì kháng histamine thế hệ 1 với thế hệ 2 á, nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ là cái thời gian tác dụng của nó và cái tác dụng phụ. Kháng histamine thế hệ 1 sử dụng rất tốt đối với viêm mũi dị ứng, nhưng mà cái tác dụng phụ buồn ngủ là cái tác dụng phụ mà được bệnh nhân than phiền nhiều nhất. Và cái thứ hai nữa là một số kháng histamine thế hệ 1, thí dụ như là terfenadine thì nó có tác dụng phụ trên hệ tim mạch, thì nó cũng được ghi nhận. Và vì vậy mà ngày nay cái kháng histamine thế hệ 1 ít được sử dụng, mà người ta chủ yếu là sử dụng các cái kháng histamine thế hệ 2 được cho thấy là nó an toàn và nó hiệu quả hơn. Ví dụ như là loratadine hoặc là cetirizine, fesofenadine và desloratadine hoặc là levocetirizine. Vì sao người ta khuyến cáo sử dụng cái kháng histamine thế hệ 2? Như chúng ta đã nói, tức là nó thời gian tác dụng nó kéo dài hơn, chỉ sử dụng một lần trong ngày và nó ít buồn ngủ hơn, nó ít có tác dụng phụ ở trên cái hệ tim mạch hơn, an toàn cho tim mạch. Nó tác dụng của nó là nó chọn lọc trên các cái thụ thể H1 và ít có khả năng qua hàng rào mạch máu não. Và so với lại những cái kháng histamine thế hệ 1 thì chỉ sử dụng có một lần trong ngày thôi. Đây là cái sơ đồ mà cho chúng ta thấy là các cái thuốc kháng histamine đó, thì khi mà nó kết hợp với lại các thụ thể histamine ở trên hệ thống mạch máu và thần kinh thì nó sẽ giúp giải quyết các cái triệu chứng do histamine gây ra, thí dụ như là triệu chứng ngứa mũi hoặc là ngứa mắt hoặc là ngứa họng, hoặc là các cái triệu chứng thí dụ như là nghẹt mũi, sổ mũi. Và trong cái viêm mũi dị ứng thì như chúng ta đã biết là các cái triệu chứng là cái phần mà nổi bật khi bệnh nhân đến với triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi. Và khi bệnh nhân tái khám là bệnh nhân nói là bệnh nhân cải thiện các triệu chứng rồi, nhưng mà thật sự cái bệnh nó chưa hết, nó còn cái phần ở dưới chúng ta gọi là giống như là phần nổi của một cái tảng băng. Nếu mà chúng ta chỉ chú ý là khi mà hết triệu chứng mà chúng ta ngưng thuốc thì cái phần còn ở dưới là một cả một cái quá trình viêm dai dẳng, nó sẽ kéo dài và bệnh nhân sẽ mau chóng bị các cái triệu chứng nó xuất hiện trở lại. Về vấn đề sử dụng corticoid thì chúng ta biết rằng corticoid hiện nay được coi như là một cái thuốc kháng viêm và kháng dị ứng rất hiệu quả, rất tốt và rất mạnh. Tuy nhiên khi sử dụng thì chúng ta sẽ có ba dạng là corticoid dạng xịt, corticoid dạng uống và corticoid dạng tiêm. Thì đối với loại corticoid xịt mũi đã được chứng minh là có thể sử dụng tốt cho cả người lớn cũng như là cho trẻ em trong những cái trường hợp viêm mũi dị ứng. Thì cái corticoid xịt mũi nó có cái ưu điểm là người ta vẫn quan niệm là khi mà corticoid xịt vào mũi thì nó hấp thu vào cái niêm mạc mũi. Rồi sau đó một phần, đa phần là nó sẽ được tác dụng tại chỗ niêm mạc mũi. Chỉ có một phần là bệnh nhân nuốt vào và nó hoặc là nó hấp thu vào máu. Thì khi đối với những cái loại mà corticoid xịt mũi nếu mà chúng ta sử dụng cái loại mà nó sinh khả dụng toàn thân thấp, tức là cái độ hấp thu vào máu ít, thì chủ yếu nó sẽ tác dụng tại mũi. Còn nếu mà chúng ta chọn corticoid xịt mũi mà sinh khả dụng toàn thân cao, tức là khi nó hấp thu vào máu nhiều thì nó sẽ có một số tác dụng phụ toàn thân. Vì vậy đó là cái điều mà chúng ta chú ý khi mà chúng ta chọn cái corticoid xịt mũi. Còn corticoid dạng uống, thường thường người ta không có bắt đầu điều trị viêm mũi dị ứng bằng các corticoid dạng uống. Và corticoid chỉ sử dụng trong trường hợp nào? Chỉ sử dụng đối với những trường hợp không đáp ứng đối với các cái điều trị khác. Trong những cái trường hợp mà nó thất bại điều trị thì lúc đó người ta mới sử dụng corticoid dạng uống. Và người ta khuyến cáo là nếu mà sử dụng corticoid dạng uống thì chúng ta chỉ sử dụng ngắn hạn thôi,
trong thời gian 5 đến 7 ngày và chúng ta nghĩ đến chuyện giảm liều và ngừng sử dụng corticoid dạng uống. Thứ ba là corticoid dạng tiêm, thì cái dạng tiêm á, bây giờ người ta không còn sử dụng nữa, tại vì cái dạng tiêm nó mang lại nhiều cái tác dụng phụ, nhiều cái hậu quả về sau, cho nên là dạng tiêm hiện tại người ta không khuyến cáo chúng ta sử dụng. Thì bây giờ cái dạng đối với lại viêm mũi dị ứng thì dạng thường sử dụng nhất đó là dạng corticoid xịt mũi. Và chúng ta biết là tác dụng của corticoid trên cái niêm mạc mũi thì nó có tác dụng làm gì? Làm giảm phù nề, giảm xung huyết, giảm xuất tiết, giảm leukotriene, giảm cái tính thấm thầm mạch, thì nó cải thiện các cái triệu chứng mũi. Vì vậy mà nó giúp giảm cái hắt hơi, giảm nghẹt mũi và giảm sổ mũi, và thời gian tác dụng của nó có thể là từ 12 cho tới 48 giờ. Và trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều thứ, có rất là nhiều loại corticoid xịt mũi. Thì khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chú ý chọn lựa loại corticoid xịt mũi mà có sinh khả dụng toàn thân thấp. Ví dụ như là trên sơ đồ này thì chúng ta thấy có hai loại mà sinh khả dụng toàn thân thấp nhất á, tức là có ba loại, tức là fluticasone ha, fluticasone furoate và fluticasone propionate cũng như là mometasone. Thì ba cái nhóm này nó có sinh khả dụng toàn thân thấp là chỉ có 0,5% so với lại các cái thuốc khác. Ví dụ như là có loại thì sinh khả dụng toàn thân tới 11%, và có những cái loại thì sinh khả dụng toàn thân của nó là 20%. Thì nếu mà sinh khả dụng toàn thân nó cao á, thì cái độ hấp thu vào máu nó nhiều, và nó có khả năng nếu chúng ta dùng lâu dài thì có các tác dụng phụ của corticoid. Còn sinh khả dụng toàn thân thấp thì độ hấp thu vào máu ít và cái tác dụng phụ của nó thì ít hơn. Tương tự tác động lên các cái triệu chứng mắt thì chúng ta thấy là có những cái loại corticoid thì nó không có tác dụng gì đối với lại triệu chứng mắt. Tuy nhiên cũng có những loại tác dụng, thí dụ như là ở đây chúng ta thấy là một số thì chỉ tác dụng lên triệu chứng mắt có 27%, có loại thì 50%, nhưng mà cái loại fluticasone furoate thì nó có thể tác dụng lên triệu chứng mắt đạt lên tới 100%. Như vậy thì không phải corticoid nào cũng có tác dụng cải thiện triệu chứng mắt. Có loại thì cải thiện nhiều, có loại thì cải thiện ít. Đặc biệt nếu mà chúng ta thấy là bệnh nhân chúng ta mà triệu chứng mắt nổi trội thì chúng ta nên chọn cái loại corticoid xịt mũi mà nó cải thiện lên các cái triệu chứng mắt. Sau đây vậy đợt trước cái gì nó ra ngứa mắt, ngứa mũi, giờ uống thuốc vô với xịt thuốc hay là bóp? Bớt ngứa mắt, bớt ngứa mũi với lại bớt nghẹt mũi. Bây giờ phải đâu còn nặng nặng như hai mắt luôn, nặng nặng bớt. Đây là một cái ca lâm sàng mà bệnh nhân có các cái triệu chứng ngứa mắt và ngứa mũi rất là điển hình. Các cái triệu chứng làm cho bệnh nhân khó chịu, và bệnh nhân này đã được chẩn đoán là viêm mũi dị ứng và viêm kết mạc dị ứng, và điều trị với lại corticoid xịt mũi và thuốc kháng H1. Đây là một cái trường hợp lâm sàng thứ hai. Hơn nửa tháng trước là em bị hắt hơi rồi hắt xì rồi sổ mũi. Sổ mũi xong rồi lại đi lại bác sĩ khám, thì bác sĩ nói gì đó, nhưng mà uống thuốc về uống thuốc nào nghe nó bớt. Nó bớt sổ mũi, chứ sổ mũi quá chịu không nổi luôn á. Rồi quay lại gần bớt rồi nó nghỉ cái mũi thì nó xanh như là đàm vậy đó. Có lần lại khám đó, bác sĩ cũng có hút đàm cho. Như là cứt mũi chậm á, như nói vậy đó, như đàm nhiều á. Rồi hút ra, rồi não nghe hút nó ra thì nó khỏe. Về uống thuốc rồi nó hết. Rồi bớt rồi sau, trong vòng tuần nay nó quay lại 2-3 ngày trước là nó ách xì 4-5 cái lượt vậy đó. Bắt đầu muốn nhảy mũi, mình chỉ nghĩ là cảm thôi. Nhảy mũi gì rồi sổ mũi là cảm. Nhưng mà bị chưa lành đó nè. Em bị mỉ mũi, em chưa lành này nữa nè. Mà giờ không muốn bị nữa đó. Sớm giờ cũng nhảy mũi cũng có, hỉ mũi cũng có nữa đó. Nước mũi trong hay đục? Trong, nước mũi trong. Mà nó có cái một hỉ một đôi lần hỉ mạnh á, thì nó ra hơi đục. Chúng ta thấy đây là một cái trường hợp viêm mũi, khởi đầu của nó là một cái viêm mũi dị ứng nha. Và bệnh rất là nhiều năm, bệnh nhân thường xuyên hắt hơi, sổ mũi, có nhiều đợt điều trị, đi khám. Và có những cái đợt là đến sổ mũi xanh, tức là có những cái đợt mà nó đã có cái biến chứng, ví dụ như là viêm mũi kèm với lại viêm xoang, và bệnh tái đi tái lại nhiều lần. Đây là một cái trường hợp viêm mũi xoang dị ứng dài dẳng. Thì trường hợp này bệnh nhân được điều trị bằng rửa mũi, bằng thuốc corticoid xịt mũi và thuốc kháng histamine uống.
À, đây là một cái trường hợp lâm sàng thứ ba. Nay rồi. 2 năm bị sao? Bị ngứa hai cái đầu mắt nè, rồi ngứa mũi, hắt xì, chảy nước mũi mà cứ chảy tong 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 vậy nè. Nó ngứa họng mà lấy cái đũa chọc vô, chảy máu luôn. Thì suốt ngày hay là lâu lâu mới bị? Đi tháng nào cũng bị hết á. Bị cứ mua thuốc cảm sốt về uống là khỏi. Mà cứ trời lạnh, trời trời là bị tiếp. Tôi bị mấy ngày? Tháng bị chắc 3-4 ngày. Một tuần bị mấy ngày? Tuần bị 2-3 ngày. Tuần 2-3 ngày? 2 ngày. Tháng bị mấy ngày? Nói chung là cứ tháng nắng thì không có bị. Ít bị lắm, mưa thì bị liên tục. Dạ. Đây là tháng trung bình là bị mấy ngày? Tháng bị cả tuần đó. Đây là một cái trường hợp viêm mũi dị ứng mà chúng ta thấy là nó, mặc dù bệnh nhân bị 2 năm rồi, nhưng mà cái mức độ của nó là mức độ nhẹ thôi, và mức độ của nó chỉ là viêm mũi gián đoạn, tức là cái quy tắc số 4, một tuần là chỉ bị có 2-3 ngày, và trung bình một tháng là bệnh nhân bị khoảng một tuần. Đó. Và mức độ là ngứa mắt, ngứa mũi, chảy mũi, hắt hơi, và cái này nó kèm với lại triệu chứng ngứa họng. Thì đây là một cái trường hợp viêm mũi họng dị ứng mà ở cái thể gọi là gián đoạn, và mức độ là mức độ nhẹ. Thì đối với những cái trường hợp mức độ nhẹ thì thông thường chúng ta có thể dùng một thứ thuốc thì bệnh nhân cũng có đáp ứng. Thí dụ như là chỉ cần dùng kháng histamine H1 được uống là bệnh nhân có thể có đáp ứng. Và đây là trường hợp lâm sàng thứ tư. Bị ra nó nhảy mũi thường, nhảy mũi hoài vậy, chảy nước mũi. Rồi con mắt nó nhảy, rồi cái con mắt nó đỏ, rồi nó ngứa, rồi nó hơi sốt mắt vậy đó. Rồi với, đây là một cái trường hợp bệnh nhân có các triệu chứng ở mũi và ở mắt. Đặc biệt là ngứa mắt, đỏ mắt và sốt mắt rất là nhiều. Và nó ảnh hưởng đến cái công việc của bệnh nhân. Thì cái mức độ ở đây là mức độ trung bình nặng, và là một cái viêm mũi dị ứng kèm với lại viêm kết mạc dị ứng. Thì trong trường hợp này chúng ta điều trị bằng antihistamine kháng H1 uống và thuốc corticoid xịt mũi. Để chúng ta qua tới về và sau khi mà chúng ta sử dụng thuốc điều trị sau 2 tuần, chúng ta biết theo hướng bớt nhảy mũi của guideline thì còn biết đánh giá lại sau 2 tuần. Dạ, bớt nhảy mũi thì chỉ nên nó nhảy mũi thôi, chứ nó ngứa mũi thì nó ít thôi. Xịt thuốc được mấy tuần rồi? Dạ, xịt thuốc đây 2 tuần rồi. 10 phần bớt mấy phần? 10 phần bớt cỡ 3. Và tất cả các trường hợp theo như guideline của ARIA hướng dẫn là chúng ta phải đánh giá lại bệnh nhân sau 2 tuần. Và đánh giá lại sau 4 tuần, khi mà chúng ta thấy triệu chứng nó thuyên giảm, tức là 10 phần bệnh nhân giảm được 3 phần, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục và duy trì cái điều trị này tiếp tục thêm 1 tháng nữa. Và đây là trường hợp lâm sàng thứ 5. Sổ mũi, hát xì hơi, đau đầu, nước mũi, có nước mũi chảy trong. Một tuần bị mấy ngày? Một tuần bị cả 5-6 ngày. Tháng bị khoảng mấy tuần? Tháng 4 tuần thì bị hết cả 4 ấy. Bị vậy vậy lâu chưa? Em bệnh vậy lâu chưa? Cháu mấy năm ấy. Mấy năm rồi? Vâng, tại đi đi khám thuốc đỏ đỏ này không khám nữa. Chứ giờ có bị sủi không? Dạ không bị ạ. Bị mề đay, bị ngứa, bị gì không? Mấy cái đấy thì không bị. Dị ứng thức ăn gì không? Thức ăn thì không bị luôn. Gia đình ta bị suyễn? Không ai bị suyễn luôn. Mề đay, dị ứng? Không có luôn. Dị ứng thức ăn? Thức ăn không có. Và đây là một cái trường hợp viêm mũi dị ứng mà chúng ta thấy là khai thác bệnh sử khá là kỹ. Bệnh nhân có sổ mũi, nhức đầu, nghẹt mũi, hắt hơi. Và số ngày điều trị để phân loại á, số ngày bị bệnh để phân loại thì chúng ta nhớ cái quy tắc số 4, tức là bao nhiêu ngày trong một tuần và mấy tuần trong một tháng. Thì bệnh nhân này bị khoảng 5-6 ngày, một tuần bị 5-6 ngày là hơn 4 ngày rồi, và một tháng thì bị suốt hết 4 tuần. Thì như vậy đây là một cái trường hợp viêm mũi dị ứng dai dẳng.
và bệnh đã nhiều năm rồi và khai thác là không có các triệu chứng của cơ địa atopy, không có dị ứng thức ăn, không có chàm, không có hen suyễn và tương tự gia đình cũng không có cái triệu chứng gì hết. Thì đây là một cái trường hợp viêm mũi dị ứng dai dẳng và ở mức độ trung bình. Thì bệnh nhân này được điều trị bằng antihistamine uống và thuốc steroid, thuốc corticoid xịt mũi. Chúng ta thấy là sau khi chúng ta điều trị thì chúng ta đánh giá lại kết quả sau 2 tuần. À, từ khi xịt thuốc giờ thì sáng ra không bị sổ mũi, hắt xì hơi, mới đau đầu như trước nữa. Thấy đỡ nhiều. Thì còn ngứa tay, ngứa mắt, ngứa họng, ngứa gì không? Không ạ. Tay, họng thì không ngứa. Ủa không ngứa? Xịt thuốc thì không ngứa rồi. 10 phần bớt cả 7-8 phần. Và chúng ta thấy đây là một cái trường hợp viêm mũi dị ứng mà bệnh nhân ngứa mắt, ngứa tai, ngứa mũi, ngứa họng. À, nhưng mà chúng ta chỉ điều trị bằng corticoid xịt mũi thôi. Xịt mũi nhưng mà nó hết ngứa mắt, nó hết ngứa mũi, hết ngứa tai và hết ngứa họng. Tức là tai không cần phải cho thuốc gì vào tai và họng cũng không cần cho thuốc gì, chỉ cần một cái điều trị corticoid xịt mũi. Và sau 2 tuần điều trị thì chúng ta thấy là 10 phần thì bệnh nhân giảm được 7-8 phần. Chúng ta mặc dầu là các cái triệu chứng nó giảm nhưng mà chúng ta không được ngưng thuốc liền và chúng ta bắt buộc là phải duy trì cái điều trị này trong vòng 1 tháng tiếp theo. 1 tháng tức là rồi 4 tuần sau chúng ta lại tiếp tục đánh giá lại. Như vậy trong cái điều trị viêm mũi dị ứng của ARIA thì chúng ta có khái niệm về bậc thang điều trị. Nó cũng giống như là trong cái điều trị hen phế quản, chúng ta sẽ có từng bậc và khi mà không đáp ứng với điều trị thì chúng ta sẽ tăng bậc thang điều trị. Khi bệnh nhân đáp ứng với điều trị, chúng ta duy trì cái bậc cái điều trị đó trong vòng 1 tháng rồi sau đó chúng ta mới giảm bậc thang điều trị. Như vậy đối với lại những cái trường hợp viêm mũi dị ứng gián đoạn và cái thể nhẹ thì chúng ta điều trị thì chúng ta chỉ cần dùng một trong các cái loại thuốc, thí dụ như là chúng ta có thể dùng antihistamine hoặc là chúng ta dùng thuốc chống xung huyết của mũi. Và đối với những cái trường hợp trung bình hoặc là nặng thì chúng ta thường là phải phối hợp các cái loại thuốc, có thể phối hợp hai loại thường gặp nhất, đó chính là corticoid xịt mũi và thứ hai là antihistamine. Antihistamine có thể dạng uống hoặc là dạng xịt đều được hết. Và trong những cái trường hợp mà thất bại với điều trị thì chúng ta phải chú ý, chúng ta đánh giá lại. Thứ nhất là bệnh nhân có tuân thủ với điều trị hay không, rồi bệnh nhân có cái yếu tố nguy cơ gì khác hay không, có bệnh lý về nhiễm trùng hay không. Đó, bệnh nhân xem xét lại cái chẩn đoán, xem xét lại cái vấn đề điều trị. Nếu không đáp ứng thì chúng ta có thể tăng bậc thang điều trị. Và nếu mà bệnh nhân có đáp ứng thì chúng ta duy trì cái điều trị đó trong 1 tháng. Và một cái điều trị xuyên suốt cho tất cả các cái trường hợp viêm mũi dị ứng đó là tránh dị ứng nguyên và vệ sinh mũi. Tức là chúng ta sẽ rửa mũi để chúng ta loại bỏ các cái dị ứng nguyên. Còn về miễn dịch liệu pháp thì chỉ áp dụng đối với lại những cái trường hợp nặng và thì chúng ta mới áp dụng cái miễn dịch liệu pháp. Và những cái trường hợp dai dẳng mà không đáp ứng được với cái điều trị hoặc là bệnh nhân không muốn uống thuốc nữa, không sử dụng thuốc điều trị được, bệnh nhân mới chọn lựa tới cái miễn dịch liệu pháp. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý của quý